Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Nam Đen Vlog Official. Và ngày hôm nay là cuối tuần, mình tranh thủ làm một cái clip cho các bạn xem. Là ngày hôm qua mình bắt được 3 con gà rừng nha. Bây giờ mình đã có 3 con gà rừng, mình chặt ra 3 cái đùi đem đi để nướng. Bình thường thì mình sẽ nướng bằng than, mình nướng gà thì nướng bằng than nha các bạn. Nhưng mà hôm nay mình sẽ không nướng bằng than, mình sẽ nướng bằng củi. Để mà mình không nướng mà kiểu mà đốt cho lên, cho nó cháy luôn để thử ăn cảm giác như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ chặt củi để trồng lửa. Các bạn thấy mình giống Châu Phi không? Nani? Bữa nay mình sẽ giả dạng kiểu người rừng đi nướng gà. Hôm qua mình bắt được ba đùi gà rừng. Bữa nay bây giờ mình sẽ rửa. Cái suối này rất sạch nha. Hôm nay mình đi vô trong suối nhưng mà mình không mang cái gia vị gì hết, mình chỉ nướng với dầu thôi, nướng không không thôi. Đấy, các bạn thấy ngon không? Các bạn đã từng ăn gà rừng chưa? Bữa nay mình sẽ cho các bạn thưởng thức gà rừng là ăn sẽ có cảm giác như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ nướng gà rừng với nướng cho với không gia vị nha, để cảm giác ăn như thế nào các bạn. Bình thường mình nướng bằng than và sẽ có rất nhiều gia vị, bây giờ mình sẽ không bằng gia vị nha. Hôm qua trời nó mưa khó cháy ghê. Hôm qua mới trời mưa nên đốt rất là khó cháy nha. Và bây giờ mình sẽ đổ dầu vào gà nha. Bình thường các bạn sẽ có rất nhiều dùng nhiều gia vị để nướng gà và mình sẽ không cần gia vị, mình chỉ cần dầu thôi. Tại vì gà rừng là gà tự nhiên mà, nếu mà dùng nhiều gia vị mình sẽ không cảm nhận được cái độ tự nhiên của gà rừng nha. Đấy các bạn thấy, đi sinh tồn là phải ăn uống như thế này, làm gì có đầy đủ gia vị chứ. Rồi bây giờ mình sẽ nướng đốt thành tro luôn cho các bạn. Mùi thơm quá. Ai, nóng quá các bạn ơi. Đấu bây giờ phải nhanh tiếng chứ. Mình thử nướng gà bằng lửa nha, không phải bằng than nữa, để xem cảm giác như thế nào.
mày gần đi. Không to đừng nó nóng mấy. Quay đây. Đấy, các bạn thấy ngon không? Nhìn mạnh quá. Quay lên được, con vàng ra. Các bạn thấy đấy, mình không dùng gia vị nha. Mình nướng tự nhiên luôn. Nóng quá các bạn. Các bạn thấy mùi thơm không? Mùi rất là thơm luôn. Đã quá, mùi thơm quá bạn ơi. Chín rồi các bạn. Cháy khô hết rồi nha các bạn. Mùi thơm. Mình nướng như thế này thì phải nướng lâu chứ không là không chín nha, ăn sống là bình tích. Mình phải nướng cho chín, mặc dù nó khô, nó cháy khô nhưng mà phải chín bên trong. Wow, rồi. Cái này phải để cái củi chúng ta tham mới chín nha, vì đốt bằng lửa là khó chín nên mình phải để củi ra tham, sau đó mình quay nhiều lần mới chín thì được. Sau cái clip này mình sẽ xuống phố làm video nhau các bạn, mình sẽ không lên rừng làm video nữa, rất là nóng, đi rất là mệt luôn. Mấy bữa nay mình làm cái clip lên rừng hoài nó rất là mệt, nên mình xuống phố làm mấy video tán gái cho gái các bạn nhớ ủng hộ mình nha. À, nóng quá. Bây giờ là 10 giờ trưa rồi. Cực kỳ nóng, từ dưới đó mò lên đây rất là xa nha. Xong cho chín để mình ăn thử cảm giác gà lừng ăn như thế nào nha. Nếu các bạn thấy video hay thì muốn ủng hộ cho mình thì cứ đăng ký hoặc chia sẻ video của mình nha. Sau này mình sẽ cố gắng phát triển nhiều video hay hơn. Tại vì mình cũng vừa mới biết tới YouTube vừa và làm thôi chứ mình cũng không làm nghề YouTube lắm. Mình có đam mê quay video, làm video chia sẻ cho mọi người này nọ. Cái này là phải để củi ra than, rồi mình để xa lửa xíu nó mới chín được bên trong. Chín rồi các bạn. Đó, cảm giác mùi rất là thơm luôn. Các bạn xem đây. Đấy. Nó cháy bên ngoài nhưng mà không sao đâu, sắp chín rồi đấy.
mình sẽ ấy khoan khoan để nó nhanh chín hơn nha. Đốt bằng lửa nó chín ở ngoài thôi, bên trong không chín. Bây giờ mình sẽ để đi sắp chín rồi đó. Mệt quá, nóng quá. Đấy, sắp chín rồi đó các bạn. Bây giờ mình không có dùng lửa nữa, mình sẽ để chỗ này cho nó nhanh chín. Chín bên trong nha, chín ở ngoài. Rồi quay lại. Nướng kiểu này chắc đưa gái ăn, chắc gái không dám ăn đâu. Nhìn ghê quá, ấy đèn ấy. Ăn chưa rồi. Sau một tiếng nướng thì đã chín rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Mùi rất là thơm luôn. Mình sẽ cắt ra thử. Bây giờ mình sẽ ăn thử một đùi nữa, cảm giác thế nào? Ngon không? Rồi đấy. Đây các bạn xem qua. Bên ngoài nó mặc dù cháy rồi nhưng mà mùi rất là thơm luôn. Cái này mình như từ đầu mình nói là đùi gà rừng mình nướng đốt bằng đốt tro nha. Các bạn thấy nó cháy. Và mình không dùng bất kỳ gia vị nào nha, ngoài dầu thôi. Bây giờ mình sẽ thịt ra thử, mình sẽ ăn như thế nào. Chỗ nào sạch sạch. Mình tưới nước để cho nó khỏi là khó nha. Mọi người nghĩ mình đốt phá rừng nữa. Rồi, ổn thôi. Chưa. Đây, các bạn thấy gà rừng tự nhiên chưa? Không dùng gia vị. Mà qua gần gà luôn. Đem máy qua gà luôn. Không còn phát đâu. Bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng nha. Các bạn thấy thịt rất là ngon luôn. Không dùng bất kỳ một gia vị nào nha. Rất là ngon. Mùi giống là mùi thịt. Nó không có một bất kỳ gia vị nào luôn các bạn. Nó cảm giác rất là wow. Phải nướng gà rừng quế không có gia vị rất là ngon nha. Bây giờ mình sẽ để gà cho thật qua phim nha. Mình không ăn nữa. Mình tí một lát sau mình ăn sao. Tại vì mình ăn không có gia vị luôn. Bây giờ mình xin kết thúc video nha. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ video mình. Nếu mọi người thấy hay thì chia sẻ nha. Bây giờ mình sẽ rửa mẹt ra. Rửa sạch mẹt chứ không ra ngoài đường học tích. Mắc quá các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn mọi người đã xem video mình nha. Nhớ chia sẻ và comment nha. Tạm biệt mọi người.